Tuyôn nó tí nó kêu Tuyôn lượm rác đi, cái thùng rác nhựa đang trôi á mà nước đang chảy, em kêu nó đừng tò mò cái thùng nó bỏ đi, lượm 8 tháng nay rồi cũng có ai ủng hộ đâu, mệt quá rồi, dưỡng cái sức đi phóng sanh cá nữa, lo kiếm tiền đồ ăn cho con nó, bỏ đi con, nó không chịu đi, nó đòi kêu em lượm cái thùng nhựa đó ra, nó trôi kìa, người ta cứ xả xuống hoài à, lượm làm cái gì, mệt lắm rồi, bơi nãy giờ không cho đi được miếng nào nè Ti Ti, quần áo nặng quá, nước thì chảy nhanh đó, em cho mọi người thấy đối mặt với sanh tử biểu diễn cho một quý vị coi, ngoài tự nhiên là như vậy. Ôi, không có lượm mà nó cứ kêu em lượm cái đó đi, làm như vàng nha, tại nó em già nó lượm rác nhựa quen rồi, nó thấy cái gì rác bự bự nó kêu em lượm không à, lượm cũng hết đem về không được ha, nước chảy như vậy.